Phi líp pin ngày 29 tháng 2 đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyết định sắp được một tòa án trọng tài quốc tế đưa ra đối với bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh chiếm hầu như toàn bộ Biển Đông. Ngoại trưởng Albert de Rosario nói Phi líp pin và cộng đồng quốc tế đề nghị Trung Quốc tôn trọng phán quyết sắp tới. Nếu Trung Quốc không lưu ý tới lời kêu gọi tập thể này, thì liệu chăng Trung Quốc tự coi mình cao hơn luật pháp, theo lời Ngoại trưởng Philippines? Đầu năm 2013, Philippines yêu cầu tòa án ở La Hague căn cứ vào Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, phân xử việc Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn Biển Đông và xác định là liệu một số bãi cạn và bãi san hô có tranh chấp hiện do Trung Quốc kiểm soát có cho nước này quyền lãnh hải hay không. Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện và có thể sẽ phớt lờ quyết định của tòa. Tháng 10 năm ngoái, tòa tuyên bố là có thẩm quyền xem xét và sẽ đưa ra phán quyết về vụ này trong năm nay.